Nga đẩy lùi âm mưu xâm nhập vào Belgorod, Ukraine oanh tạc tiền đồn ở Kherson. Trận chiến Tây Abdiivka sắp kết thúc, phòng tuyển Ukraine vỡ từng mảng. NATO lên tiếng về đề xuất Ukraine xương cửa trắng. Mỹ bơm thêm 10 triệu đô la Mỹ cho sứ mệnh dẹp loạn tại Haiti. Iran tập trận chung với Nga và Trung Quốc. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật nóng nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Nga đẩy lùi âm mưu xâm nhập vào bên Ukraine oanh tạc tiền đồn ở khai dân. Hãng tin RT dẫn thông tin của phóng viên Evgeny Perduni thuộc đài truyền hình Russia 1 cho biết, quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào vùng Bengorod, trong một bài viết đăng trên Telegram, phóng viên Bruni nhận định rằng đó là cuộc tấn công có chủ đích diễn ra vào ngày 10 tháng 3 với sự tham gia của xe tăng và pháo binh nhắm vào quận Grey của khu vực giáp biên giới với Ukraine. Phóng viên này cho biết thêm, cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng đơn vị đặc biệt Atan của Cục tình báo chính GUR của Ukraine. Lực lượng tấn công được hỗ trợ bởi 5 xe tăng, 10 xe bọc thép chở quân, xe bán tải gắn súng máy hạng nặng, súng tự hành và nhiều bệ phóng tên lửa. Theo phóng viên, lực lượng này đã cố gắng sử dụng địa hình rừng núi để ẩn nấp khi tiến về phía trước, nhưng không thể tránh khỏi sự phát hiện của quân đội Nga. Sao tranh đã nổ ra dữ dội, khiến khoảng 70 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương trong khi 5 xe tăng, 3 pháo phản lực, một bề phóng tên lửa đa nòng, một số xe bán tải. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hiện chưa bình luận gì về thông tin do phóng viên Jeff Kenny Poduny đăng tải. Cùng ngày, lực lượng không quân Ukraine cũng công bố đoạn phim từ máy bay không người lái cho thấy một sở chỉ huy của Nga nằm trên một tàu chở dầu bị phá hủy trong một cuộc tấn công đường không. Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform, thông tin được nêu trên đã được Tư lệnh không quân nước này, Trung tướng Mykola Olechuk đăng tải trên kênh Telegram ngày 11 tháng 3 theo giờ địa phương. Tờ Ukraine Pravda cho biết thêm, Trung tướng Olechuk đã không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng báo này được thông báo rằng. Chiến dịch tấn công nhằm vào tiền đốn Nga trên một con tàu mắc cạn diễn ra vào ngày 11 tháng 3 tại tỉnh Kherson. Sau vụ tập kích bằng Iskandom do quân đội Nga thực hiện, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hai bệ phóng tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. Việc quân đội Ukraine để hệ thống phòng không Patriot sau Đức viện trợ, căn cứ vào việc sử dụng khung gầm xe tải Việt xã Mankat-1 bị phá hủy và bị nhà báo Julius Popke đến từ ấn phẩm biểu chỉ trích mạnh mẽ. Vị chuyên gia quân sự cho rằng đây là một sai sót khó chấp nhận, đồng thời cho rằng chính quân đội Ukraine phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì xảy ra. Theo ông Choke, tổ hợp Patriot này được đặt quá gần tiền tuyến, thậm chí còn nằm yên trên một chỗ trong thời gian dài, giúp tên lửa Nga có thời gian xác định và đánh trúng mục tiêu. Không chỉ có vậy, nhà báo trên một quân sự của tạp chí Forbes, ông David Ace bày tỏ lo ngại hơn nhiều về số phận kíp phận hành hệ thống phòng không Patriot vừa bị phá hủy trên chiến trường. Theo ông Nga xe, khả năng cao là những quân nhân chịu trách nhiệm vận hành hệ thống đã thiệt mạng. Đồng thời, nhà báo cũng xác nhận việc lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hai bệ phóng của tổ hợp phòng không do Mỹ chế tạo. Việc Ukraine mất hệ thống phòng không tối tân như Patriot sẽ ảnh hưởng đến khả năng chống lại tên lửa Nga và cả máy bay không người lái cảm tử người đàn 2. Nhà phân tích của ấn phẩm Forbes đưa ra dự đoán, các đồng minh phương Tây chắc chắn không vội bù đắp thiệt hại cho Kiev. Do vậy, việc cung cấp cho Ukraine hệ thống mới có thể mất từ vài tháng đến nhiều năm trận chiến Tây Abdiivka sắp kết thúc, phòng tuyến Ukraine vỡ từng mảnh. Kênh Military đưa tin, tuyến phòng ngự lâm thời mà Kiev thiết lập ở Berdychi, Olipka, Tonenke sau khi rút chạy khỏi Abdiivka đang tàn vỡ từng mảnh. Tại mỗi ngôi làng này, họ chỉ giữ được một số tòa nhà. Có tin quân đội Nga đã kiểm soát toàn bộ làng Tonenke, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức vì đối phương đang dồn lực lượng, chuẩn bị phản kích ác liệt. Kênh SCS cho biết, trong tuần qua, lực lượng Kiev đã phản công ác liệt tại những khu định cư còn sót lại ở tây Abdiivka. Họ còn sử dụng các đơn vị chưa khôi phục hoàn toàn và ném vào đây nhằm ngăn chặn hoặc trì hoãn bước tiến của đối phương cho đến khi tuyến phòng thủ mới được chuẩn bị ở phía sau. Quân đội Nga thời gian qua đã phát triển mạnh, tạm thời chuyển sang thế phòng ngự ở tuyến Berdychi, Olipka, Tonenke để khôi phục chiến đấu và bổ sung nguồn cung cấp ép vào thời điểm này đã bất chấp tổn thất vũ khí hiện đại do Mỹ viện trợ như xe tăng Abram và xe chiến đấu bộ binh Bradley để phản công. Có tin, chiếc xe tăng M1 Abram thứ tư đã bị phá hủy. Anh bắt đầu chuyển giao cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2 từ đầu năm 2023. Song theo tờ The Sun, 5 trên 14 xe tăng Challenger 2 đã ngừng hoạt động và đang chờ phụ tùng thay thế. Một chỉ huy đại đội xe tăng Ukraine chia sẻ, mất một thời gian dài để nhận được phụ tùng. Công tác hậu cần rất phức tạp. Theo người này, đây cũng là một trong những khó khăn chính liên quan đến hoạt động của các xe tăng Anh cung cấp. Cụ thể, một số bộ phận của Challenger 2 đã bị hư hỏng ngay từ đầu, trong khi những bộ phận khác cần được thay thế thường xuyên. Ngoài ra, một chiếc Challenger 2 đã bị máy bay không người lái UAV Lancet của Nga phá hủy. Một chiếc khác đang được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để huấn luyện đội tuyển xe tăng ở sâu phía sau tiền tuyến. Bên cạnh đó, có thông tin hai xe tăng Challenger 2 khác đã bị hư hại trong chiến đấu, nhưng đã được sửa chữa mà trong đó một chiếc được thay nòng súng. Mới đây, hãng thông tấn nhà nước TASS đã cảnh báo về nguy cơ một cuộc tấn công vào Crimea sau những tuyên bố gần đây của người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Kirill Budanov. Phát biểu trong một bộ phim tài liệu được công bố ngày 10 tháng 3, ông Budanov cho biết những cuộc tấn công vào các vị trí của Nga ở Crimea là nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch nghiêm túc sẽ được tiến hành trên bán đảo này. Nga đã sát nhập Crimea năm 2014, kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2 2022. Bán đảo này đã trở thành tâm điểm thảo luận chính. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong những mục tiêu của ông trong cuộc xung đột là đòi lại Crimea và bốn khu vực khác mà Nga đã sát nhập vào tháng 9 năm 2022. Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định Crimea thuộc Nga và các quan chức điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ không có bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, bao gồm việc trả lại vùng lãnh thổ trên cho Ukraine. Crimea không chỉ có giá trị chiến lược mà còn là tầm quan trọng chiến lược bởi bán đảo này là trung tâm hậu cần của Nga ở phía nam Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm ngày 11 tháng 3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông không đồng tình với đề xuất của giáo hoàng Francis về việc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột. Ông Stoltenberg tuyên bố, nếu chúng ta muốn một giải pháp hòa bình lâu dài được thương lượng, cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông lưu ý rằng những gì diễn ra xung quanh bản đàm phán phải gắn bó chặt chẽ với sức mạnh trên chiến trường. Khi được hỏi liệu bình luận của ông có nghĩa là bây giờ không phải là lúc để bình luận về cờ trắng cho Ukraine hay không, Tổng thư ký NATO cho biết, đây không phải là lúc để nói về việc người Ukraine đầu hàng, đó sẽ là một thảm kịch đối với người Ukraine, điều đó cũng sẽ nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Cùng ngày 11 tháng 3, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập đại diện của Tòa Thánh Vatican tại nước này, ông Kubokas. Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Kubokas được thông báo rằng phía Ukraine thất vọng với phát ngôn của giáo hoàng về việc Ukraine nên có dũng khí dương cử trắng và sự cần thiết phải thể hiện lòng cam đảm và tiến hành các cuộc đàm phán với Nga, theo bộ ngoại giao Ukraine, đây được coi là lời kêu gọi kỳ ép đầu hàng. Một ngày sau chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc sai lầm khi nhận định về cuộc chiến của Israel tại giải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm ngày 11 tháng 3 tiếp tục đưa ra phát ngôn mang nội dung công kích nhằm vào lãnh đạo Mỹ liên quan đến cuộc chiến Gaza. Theo truyền thông Israel, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News Mỹ hôm ngày 11 tháng 3, ông Netanyahu cảnh báo những bình luận của lãnh đạo Mỹ khiến cho chiến dịch tấn công tiêu diệt lực lượng Hamas của quân đội Israel tại giải Gaza trở nên khó khăn hơn. Cụ thể, người đứng đầu chính phủ Israel cho rằng bất đồng về nhận thức giữa lãnh đạo hai nước liên quan đến cuộc chiến Gaza đang cổ suý lực lượng Hamas. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn kênh Politico của Mỹ hôm 10 tháng 3, Thủ tướng Israel Netanyahu cũng đã chỉ trích Tổng thống Mỹ đã sai lầm khi nói rằng với cách thức điều hành cuộc chiến Gaza sẽ khiến dân thường Palestine thiệt mạng. Ông Netanyahu khiến cho người Israel bị tổn thương hơn là được giúp đỡ. Hãng tin Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây rằng bất kỳ nỗ lực nào của các thế lực nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống sẽ bị coi là hành động gây hấn. Thông báo của Cơ quan An ninh Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga viết, theo thông tin cơ quan tình báo nhận được, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đặt ra nhiệm vụ cho các tổ chức phi chính phủ của Mỹ là giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu với sự tham gia của các chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu. Cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga không đưa ra bằng chứng nào cho lời cáo buộc trên và Mỹ hiện chưa có bình luận gì. Ngoại trưởng Mỹ cũng công bố thêm 33 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo và đưa ra một số đề xuất chung được các nhà lãnh đạo Caribe và tất cả các bên liên quan của Haiti nhất trí nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị tại đây. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng gấp đôi sự hỗ trợ cho nhiệm vụ tại Haiti đề xuất chung nhận được sự ủng hộ của CARICOM, khối thương mại khu vực của các nước Caribe trong cuộc họp khẩn cấp ngày 11 tháng 3. Tổng thống Guian Ivan Ali nhấn mạnh, Haiti đang trên bờ vực thảm họa và các nước phải hành động nhanh chóng và quyết đoán, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng các nước đã tìm thấy điểm chung để hỗ trợ Haiti. Trong khi đó, Thủ tướng Jamaica Andrew Honest bày tỏ vô cùng đau buồn vì các nước chưa hành động kịp thời, dẫn đến việc nhiều người ra đi do bạo lực băng đảng thủ tướng haiti ariel henry người phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức đã không tham dự cuộc họp ông đã mắc kẹt ở nước ngoài và không thể về chính đất nước của mình do tình trạng bất ổn và bạo lực gia tăng hiện ông henry vẫn ở puerto rico và thực hiện các bước quay trở lại haiti khi có thể các thành viên của khối thương mại khu vực caricom trong nhiều tháng qua cũng đã gây sức ép thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở haiti trong khi các cuộc biểu tình ở nước này yêu cầu ông henry từ chức vẫn tiếp diễn các nước cũng bày tỏ thái độ cứng rắn với phía Haiti. Cụ thể, Jamaica tuyên bố không cho phép dòng người tị nạn ở Haiti tràn vào Jamaica. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Horace Chang cho biết, Jamaica sẽ chỉ tiếp nhận nhân viên của Ngân hàng Thế giới VKP tại Haiti, theo đề nghị của cơ quan này và một số ít trẻ em từ trại mồ côi hiện đang bị cô lập trong làn sóng bạo lực ở Porto Prince. Theo Bộ trưởng trang, Jamaica đã tiếp cận một số thuyền chở người di cư Haiti trong những ngày gần đây. Chính sách của Jamaica là hồi hương những người này và tăng cường an ninh biên giới. Trong khi đó, Cộng hòa Dominica, quốc gia duy nhất có đường biên giới trên bộ với Haiti, đang lên kế hoạch sơ tán nhân viên tại các đại diện và công dân. Tổng thống Cộng hòa Dominica, Luis Abinader đã bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh quốc gia trong bối cảnh khủng hoảng tại nước láng giềng Haiti gia tăng đến mức cực độ. Cuộc khủng hoảng ở Haiti không chỉ là thách thức nhân đạo mà còn là mối đe dọa trực tiếp đối với sự ổn định và an ninh của Cộng hòa. Quốc gia có đường biên giới chung trên đất liền dài 390 km với Haiti. Tổng thống Abinader cho biết, Cộng hòa Dominica đã áp dụng nhiều biện pháp chủ động để ngăn chặn ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng ở Haiti. Giữa lúc tình hình có nguy cơ tiếp tục xấu đi nếu lực lượng sinh giữ hòa bình không được triển khai khẩn cấp để lập lại trật tự. Ông nhấn mạnh, Santo Domingo ủng hộ giải pháp hòa bình ở Haiti, song duy trì khoảng cách thận trọng do tính phức tạp của cuộc khủng hoảng và ưu tiên bảo vệ an ninh, ổn định quốc gia cũng như phúc lợi của người dân. Thủ lĩnh băng nhóm vũ trang Jimmy Cherizio nói với các phóng viên thủ đô Porto Prince, nếu ông Henry không từ chức và cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ ông ấy, chúng ta sẽ tiến hành nội chiến, tệ hơn là dẫn đến diệt chủng. Jimmy Chidizio, 46 tuổi, còn được biết đến với cái tên gọi là Barbecue. Từng có thời gian làm cảnh sát và hiện đang là thủ lĩnh quyền lực của liên minh và các băng nhóm vũ trang có tên G9 ở Haiti, người đang bị Liên hiệp quốc cấm vận với các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Chirizo nói thêm, Haiti sẽ trở thành thiên đường hoặc địa ngục đối với tất cả chúng ta. Không thể chấp nhận được việc một nhóm nhỏ người giàu sống trong các khách sạn lớn quyết định số phận của những người sống trong khu dân cư của tầng lớp lao động. Tình hình Haiti đã trở nên bất ổn trong những ngày qua. Hôm ngày 5 tháng qua, một học viện cảnh sát với 8 trong học viên ở thủ đô Haiti đã bị một băng nhóm vũ trang tấn công. Tuy nhiên, vụ việc đã được đẩy lùi. Sĩ quan Lionel Lazari thuộc liên đoàn cảnh sát Haiti cho hay. Thủ lĩnh Jerry Zio nói rằng, Tuy các tay súng đã có những hành động gây hại, nhưng ông mong rằng xã hội tha thứ cho họ và cùng nhau đoàn kết vì một Haiti mới. Các cuộc tấn công ở Puerto Princesa đã khiến cho hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng ngàn tù nhân trốn thoát. Theo phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Stefan Dujarric, gần 15.000 người buộc phải sơ tán trong những ngày gần đây. Thêm vào đó, trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở quốc gia vùng Caribe này, một số chuyến bay tại sân bay quốc tế tucson Liverter đã bị hủy bỏ. Theo văn phòng ở thủ đô Havana, Cuba, của hãng hàng không Sanri Airways Tình trạng bất ổn đã khiến 250 người Cuba mắc kẹt ở Porto Princesa sau khi các chuyến bay này bị hủy. Một số khách Cuba giàu tên nói với AFP, khi chúng tôi chuẩn bị lên máy bay, họ nhận ra rằng máy bay có một lỗ đạn. Hàng chục người đã thiệt mạng và hơn 15.000 người mất nhà cửa sau khi chạy trốn khỏi các khu dân cư bị băng nhóm đột kích, thực phẩm và nước uống đang cạn kiệt ở hầu hết các cửa hàng và các cảng ở Port-au-Prince vẫn đóng cửa, khiến hàng chục container chở hàng hóa quan trọng đã bị mắc kẹt. Cuối ngày 11 tháng 3, chính phủ Haiti tuyên bố sẽ kéo dài lệnh giới nghiêm vào ba đêm cho đến ngày 14 tháng 3 trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Hãng tin Reuters ngày 11 tháng 3 dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một nhóm tàu chiến của nước này đã tới Iran để tham gia cuộc tập trận với Iran và Trung Quốc ở Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Cuộc tập trận chung mang tên Vành đai An ninh hàng hải 2024. Theo Bộ Quốc phòng Nga, dẫn đầu nhóm tàu chiến của nước này tham gia tập trận là tuần dương hạm tên lửa Vajra thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 3. Mục tiêu của cuộc tập trận bao gồm tăng cường an ninh thương mại hàng hải quốc tế, chống cấp biển và khủng bố hàng hải, tạo điều kiện trao đổi thông tin trong các hoạt động cứu hộ hàng hải, chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về hoạt động và chiến thuật. Cận cảnh quân đội Nga rời bom FAB-1500 xuống vị trí của Ukraine ở Donetsk Ukraine cảnh báo thành phố Sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Adivka, thêm một radar bay A-50U của Nga nghi bị Ukraine tập kích. Ông Donald Trump sẽ không viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử. Sinh viên các trường y Hàn Quốc nghỉ học phản đối tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Cận cảnh quân đội Nga dội bom FAB-1500 xuống vị trí của Ukraine ở Donetsk. Trang tin Avia ngày 11 tháng 3 đã đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng Nga sử dụng bom FAB-1500 tấn công khu vực nhà máy vật liệu chính Krasnogorovsky, hiện đang được quân đội Ukraine sử dụng. Cuộc tấn công gây ra một vụ nổ mạnh và tạo thành đám mây bụi bê tông trắng say đặc. Nhà máy vật liệu chịu lửa là Krasnogorovsky ở thành phố Krasnogorovka, vùng Donetsk, hiện được quân đội Ukraine sử dụng làm doanh trại, kho đạn và nơi tập kết xe bọc thép. FAB-1500 lò bom thông thường từ thời Liên Xô, hiện được Nga hoán cải thành bom lượn nhiều bộ công cụ, gồm cánh lượn có thể gấp gọn, hệ thống dẫn đường định vị vệ tinh kết hợp chỉ thị laser có tên gọi là UMPK. Bom lượn FAB-1500 được các máy bay chiến đấu phóng từ khoảng cách là từ 60 đến 70 km, nằm ngoài tâm bắn của hầu hết lực lượng phòng không Ukraine. Không quá khó để hình dung sức hủy diệt của một quả bom nặng 1,5 tấn, đặc biệt khi quả bom này có khả năng tấn công chính xác cao nhờ hệ thống cánh lượn được gắn ngoài các binh sĩ Ukraine ở Donetsk cho hay, lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng bom lượn FAB-1500 để đánh vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Ukraine cảnh báo thành phố Sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Avdivka. Ngoại trưởng Ukraine vừa qua đã cảnh báo các thành phố ở sườn phía đông NATO có nguy cơ bị phá giống như các thành phố Avdivka và Bakhmut, ngay sau khi Thụy Điển trở thành thành viên mới nhất của Liên minh quân sự. Trong bài phát biểu do truyền thông Litva đăng tải, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự ở các nước vùng Baltic cũng là thành viên NATO, họ sẽ dũng cảm bảo vệ người dân của mình trước đối thủ vượt trội cả về kinh nghiệm và năng lực. Ông Kuleba cảnh báo, cuối cùng tôi nghĩ NATO sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, nhìn Bắc Mút, hãy nhìn Abdiivka. Đây có thể là diện mạo của các nước vùng Baltic sau cuộc giao tranh căng thẳng. Vì nước sẽ không còn xinh đẹp nữa, các thành phố Bakhmut và Avdiivka ở phía đông Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Moscow giành quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái và lực lượng Kiev rút khỏi Avdiivka vào giữa tháng 2. Cả hai thành phố này đều đã bị tàn phá bởi những cuộc giao tranh kéo dài trong nhiều tháng giữa hai bên. Một số quốc gia NATO nằm gần biển Baltic bao gồm Latvia, Estonia, Litva, sau này cũng giáp với vùng Kaliningrad của Nga. Thụy Điển cũng sẽ nằm ven biển Baltic và sẽ trở thành thành viên mới nhất của NATO vào cuối tuần trước. NATO đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong hơn hai năm xung đột với Nga. Tuy nhiên, Liên minh các quốc gia thành viên đã nói rõ rằng NATO không đối đầu trực tiếp với Nga. Theo điều năm của Hiệp ước NATO, cuộc tấn công vào một thành viên NATO được coi là tấn công tất cả các thành viên còn lại. Ukraine hiện chưa là thành viên của Liên minh. Thêm một radar bay A-50U của Nga nghi bị Ukraine tập kích Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Gorachenkov trong một tuyên bố mới đây cho biết, một máy bay chỉ huy cảnh báo A-50U của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng sau một cuộc tấn công bằng UAV của Kiev vào nhà máy tại Tagango. Các blogger quân sự Nga cho hay, đòn tập kích bằng UAV của Ukraine đã đánh trúng một nhà máy đang sửa chữa máy bay, cảnh báo sớm A-50U cùng một sân bay gần đó. Một phi công tiêm kích Nga cho hay, cuộc tấn công được tiến hành theo nhiều đợt. Frontelizin Insight, Nhóm phân tích tình báo ở Ukraine cho biết, một chiếc A-50U đậu gần nhà máy trong ảnh vệ tinh chụp hôm 29 tháng 2 năm 2024, song nó không xuất hiện bên các bức ảnh chụp vào ngày 8 và 9 tháng 3, cho thấy phi cơ có thể đang được sửa chữa bên trong nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Vì thế, nhóm này kết luận chưa thể xác nhận chắc chắn chiếc A-50U đã bị phá hủy hoặc hư hại dựa trên các bằng chứng chưa có sẵn. UAV giá rẻ của Nga phá hủy xe tăng chục triệu đô la Mỹ do Mỹ sản xuất. Những chiếc máy bay không người lái giá rẻ chỉ rơi vào khoảng 500 đô la Mỹ của Nga đang góp phần phá hủy vào những chiếc xe tăng hạng nặng có giá cả chục triệu đô do Mỹ sản xuất viện trợ cho Ukraine. Một số cuộc phản công của Ukraine trong một số trường hợp phải sử dụng lực lượng dự bị đã diễn ra dọc giới tuyến, trong khi trước có báo cáo đầy đủ thì dường như mọi nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại các thành quả Nga đã thất bại. Moscow đã và sớm kiểm soát một số ngôi làng như Ivaniska, Biohirivka, Berdichi, Pobieda và Novomikhailovka. Kể từ ngày 28 tháng 2, Nga đã phá hủy ba xe tăng Abram của Ukraine. Xe tăng gần đây nhất bị phá hủy là vào ngày 4 tháng 3, do một tên lửa chống tăng có thể là Kornets của Nga gây ra. Hai xe tăng Abram đầu tiên bị tấn công bởi các UAV giá rẻ mang đầu đạn RPG-7 của Nga. UAV giá rẻ này có tên là Ho một loại máy bay không người lái chạy bằng pin. Chúng cũng chính là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV đầu tiên của Nga. Các máy bay không người lái có thể liên lạc với máy bay không người lái chuyển tiếp chị em, mở rộng phạm vi hoạt động và làm cho nó hiệu quả hơn ở các khu vực đồi núi. Nga cho biết, các UAV này sử dụng tần số truyền đặc biệt và rất khó nếu không muốn nói là không thể gây nhiễu. Theo nhà sản xuất UAV này ở vùng Svolox, chiếc máy bay không người lái trên có giá vào khoảng 500 đô la Mỹ. Nó được làm từ nhựa và một số bộ phận được in 3D, trong khi đó giá của một chiếc xe tăng Abram lên tới 10 triệu đô la Mỹ. Các UAV cũng được sử dụng để phá hủy các phương tiện chiến đấu Bradley và thiết bị dọn mìn sử dụng khung gầm của Abram. Hơn 50 phương tiện Bradley đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Binh sĩ Ukraine phàn nàn về nhược điểm lớn của xe tăng Challenger 2. Xe tăng Challenger 2 của Anh đã trở thành những chiến xa chủ lực phương Tây đầu tiên được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine, mở đường cho Leopard 2 và M1 Abram theo chân vào vùng chiến sự. Cũng tại đây, xe tăng Challenger 2 đã chứng minh được nhiều ưu điểm ở trên chiến trường Ukraine, nhưng số lượng nhược điểm vẫn còn lớn hơn. Rõ ràng, một loại vũ khí thì đều có ưu điểm và nhược điểm, điều này cũng đã áp dụng trực tiếp cho Challenger 2. Chính các lính tăng Ukraine đã nói với ấn phẩm The Sun của Anh về thực tế sử dụng nó. Đầu tiên, về mức độ bảo vệ rất cao nên trọng lượng của xe tăng Challenger 2 lên đến 64 tấn, ngang bằng các phiên bản mới nhất thuộc dòng Leopard 2 và M1 Abram. Mặc dù có trọng lượng lớn như vậy, song xe tăng Anh lại tỏ ra yếu thế khi đấu pháo với chiến xa đối phương. Trên thực tế, xe tăng Challenger 2 chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các vị trí bộ binh, hỏa điểm cho đối phương cũng như là tấn công xe bọc thép hạng nhẹ của quân đội Nga. Nhưng xe tăng Anh lại không có loại đạn chuyên dụng để chống lại bộ binh, một nhược điểm được nhiều người biết đến. Giờ săn cũng đề cập tới số lượng Challenger 2 trong tình hình hoạt động, chỉ 7 trên 14 xe. Đồng thời, vấn đề không phải là tổn thất trong giao tranh khi chỉ có 1 đến 2 chiếc hư hỏng nặng, nhưng tổ lái vẫn sống sót sau đòn tấn công và xe có thể sửa chữa để tái biên chế. Phương tiện chiến đấu của anh đơn giản đã không có thời gian để sửa chữa những trục trặc thông thường, đặc biệt như là các lính tăng Ukraine đã nói. Một số bộ phận của tháp pháo và hệ thống ngắm hóa ra không đáng tin cậy, và việc cung cấp phụ tùng thay thế đôi khi phải mất hàng tháng. Đồng thời cũng thiếu thợ máy có trình độ để sửa chữa phương tiện trong điều kiện xa chiến ở trên chiến trường. Với tình trạng trên, không ngạc nhiên khi xe tăng t 2 hiện nay đóng góp rất ít cho các hoạt động chiến đấu chủ lực vũ trang Ukraine. Lính Nga xóa bỏ huyền thoại về xe tăng M1 Abram Quan chức Nga trong thông báo mới đây cho biết, lực lượng nước này tiếp tục phóng tên lửa phá hủy thành công một chiếc xe tăng M1 Abram của quân đội Ukraine gần thành phố Avdiivka. Ông Igor Kopsky, cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, tôi đã nhận được thông báo về một xe tăng Abram khác do Mỹ viện trợ bị bắn nổ. Trên xa bên đối thủ bị trúng tên lửa chống tăng Konet, sau đó phát nổ và bốc cháy dữ dội. Ông cho biết chiếc M1 Abrams bị hạ gần làng Beltychi, phía tây bắc thành phố Abdiya. Chiếc M1 Abrams trúng tên lửa chống tăng, xe tăng cháy rụi, toàn bộ kíp lái trên sẽ thiệt mạng. Các kênh Telegram quân sự nga công bố video đen trắng quay từ kính ngắm cho thấy tên lửa bay về mục tiêu, được cho là xe tăng M1 Abrams của Ukraine, và một vụ nổ lớn đã diễn ra sau đó. Trong phần đầu của video, xác của một chiếc M1 Abrams cháy rụi giữa cánh đồng nhưng không rõ có phải là xe tăng bị tên lửa ngắm bắn hay không. Trước đó vào cuối tháng 2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc phòng Rotex của Nga, Sergei Chemezov bình luận rằng, một huyền thoại nữa về tính bất khả xâm phạm của xe tăng M1A1 Abram đã bị phá vỡ, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Ưu ừ thế tuyệt đối của công nghệ quân sự phương Tây chỉ là chuyện hoang đường, họ mạnh ở một số kia cạnh nào đó nhưng chúng tôi cũng không kém cạnh. Ông nhấn mạnh, hãy xem liệu trước Leopard, Challenger hay là Bradley, phương tiện phương Tây nằm gì xét trên chiến trường. Đây là chứng minh cho năng lực của chúng tôi. Thủ tướng Hungary tiết lộ cách thức kết thúc xung đột Nga-Ukraine của ông Trump. Báo Ukraine Pravda ngày 11 tháng 3 trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán với kênh truyền hình M1, cho biết cựu Tổng thống Donald Trump, người đang nỗ lực quay trở lại Nhà Trắng, có kế hoạch chi tiết về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Kế hoạch của ông phù hợp với lợi ích của Hungary, theo Thủ tướng Hungary, ông Trump có tầm nhìn rõ ràng. Không ai có thể không đồng ý và nguyên nhân khiến xung đột nga-Ukraine sẽ kết thúc là do Ukraine không thể đứng trên đôi chân của mình. Còn ông Trump khi chống cử tổng thống Mỹ sẽ không cung cấp một xu nào cho cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Ông Obama nhấn mạnh nếu người Mỹ và người dân châu Âu không viện trợ tiền và cung cấp vũ khí thì chiến tranh ở Ukraine sẽ kết thúc. Và nếu người Mỹ không cung cấp tiền thì người châu Âu sẽ không thể một mình tài trợ cho cuộc chiến và như vậy chiến tranh sẽ kết thúc. Ông Donald Trump sẽ không viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử. Theo nguồn tin nóng nhất mới công bố, Thủ tướng Viktor Orbán cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tài trợ cho chính phủ Ukraine để chống lại Nga nếu ông Trump tái đắc cử và hy vọng điều này sẽ góp phần chấm dứt chiến tranh. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người được xem là đồng minh lâu năm với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, đã có buổi gặp gỡ ông Trump ở Florida hôm ngày 8 tháng 3. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Hungary vào ngày 10 tháng 3, ông Orbán cho biết nếu như Mỹ và châu Âu không viện trợ thêm tiền vào vũ khí, thì cuộc chiến này sẽ kết thúc. Người Mỹ có thể tiền phòng cắt đứt viện trợ và châu Âu sẽ nới gót. Thủ tướng Viktor Orbán đã từ chối gửi vũ khí đến Kiev và duy trì quan hệ đồng minh kinh tế chặt chẽ với Moscow. Lần gần nhất, ông Obama đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 10 tại Trung Quốc, bất chấp những nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm cô lập Nga. Ông Obama tin tưởng rằng ông Trump có khả năng để ổn định tình hình châu Âu hiện nay và tạo lập hòa bình. Sau khi cuộc chiến kết thúc, tuy nhiên cũng theo Thủ tướng Hungary, làm thế nào để kết thúc chiến tranh bằng con đường đàm phán vẫn là một vấn đề bỏ ngỏ. Tổng thống Pháp lần thứ ba hoãn thăm Ukraine Vừa qua, Văn phòng Tổng thống Pháp tuyên bố chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron đến Ukraine dự kiến diễn ra trong những tuần tới. Đây là lần thứ ba chuyến thăm này bị hoãn lại kể từ tháng 2 vừa qua. Sau khi lãnh đạo Pháp và Ukraine điện đàm trước đó cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ, đặc biệt liên quan đến chuyến thăm của ông Macron đến Ukraine dự kiến diễn ra trong những tuần tới. Quyết định hoãn chuyến thăm được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga tuyên bố tấn công tên lửa vào kho chứa máy bay không người lái của Ukraine tại Odessa đúng thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kriakos Mitsotakis thăm thành phố cảng quan trọng này. Ông Macron cũng dự định đến thành phố Odessa trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine. Một số nguồn tin ngoại giao cho rằng Tổng thống Pháp đang cân nhắc thăm Ukraine cùng các lãnh đạo phương Tây khác, thay vì chuyến thăm song phương để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Thủ tướng Israel vẫn muốn tấn công Jaffa, bất chấp danh giới đỏ của Mỹ. Liên quan đến tình hình chiến sự ở Trung Đông, bất chấp tình báo của Tổng thống Mỹ rằng Israel tấn công Safa sẽ là một danh giới đỏ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định ưu tiên ngăn chặn cuộc tấn công như cuộc đột kích của Hamas ngày 7 tháng 10 2023. Tờ Politico cho biết, khi được hỏi ngày 10 tháng 3 liệu lực lượng Israel có tiến vào Rafah hay không, ông Netanyahu trả lời, chúng tôi sẽ đến đó, chúng tôi sẽ không giữ đi. Chúng tôi đã có một danh giới đỏ và mọi người biết đó là gì. Sự kiện ngày 7 tháng 10 năm ngoái không lặp lại được. Không rõ chỉ đích xanh nhưng mà Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định công dân nhận được sự ủng hộ ngầm của một số nhà lãnh đạo Ả Rập vì đã thúc đẩy cuộc tấn công quyết liệt chống Hamas. Ông Netanyahu nhận định, trong một cuộc phỏng vấn với AX Springer, công ty quản lý Politico, họ hiểu điều đó và thậm chí còn đồng ý một cách lặng lẽ, họ hiểu Hamas là một phần của trục kháng chiến của Iran. Thủ tướng Israel cũng bác bỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine, chủ đề khiến Israel đi ngược với hầu hết phần còn lại của thế giới. Ai cập và Sudan thả hàng viện trợ nhân đạo xuống bắc Gaza. Trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn các lượng vũ trang Ai cập, ông Gary Abdelhafy cho biết nước này và Sudan đã tiến hành thả hàng viện trợ nhân đạo xuống khu vực phía bắc sài gaza. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, Bắc Phi. Ông Hafe đã cho biết thêm, lực lượng không quân Ai Cập, Jordan và một số nước đã dùng máy bay cung cấp hàng viện trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng ở phía bắc Gaza. Hoạt động này nhằm thực hiện chỉ thị của tổng thống nhằm cung cấp mọi hình thức hỗ trợ cần thiết để giảm bớt gánh nặng thiếu lương thực của người Palestine ở Gaza. Ông Abdel Hafe cũng nhấn mạnh vai trò tích cực của Ai Cập trong việc hỗ trợ các nỗ lực của khu vực và quốc tế nhằm cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Các đợt thả hàng viện trợ xuống Gaza của Ai Cập và Sudan dễ ra cùng thời điểm Ai Cập và các tiểu vương quốc thống nhất UAE đang triển khai cầu hàng cứu trợ khẩn cấp tới khu vực Bắc Gaza. Trước đó, ngày 9 tháng 3, Tổng thống NCC cho biết viện trợ cho Gaza đã được chuyển bằng đường hàng không do những khó khăn trên tuyến đường bộ. Trước đó, lực lượng không quân Ai Cập đã tiến hành các đợt thả hàng viện trợ nhân đạo xuống Gaza vào ngày 27 tháng 2, 29 tháng 2, mùng 3 và mùng 6 tháng 3. Cùng ngày mùng 10 tháng 3, quốc vương Ả Rập Xê Út Saman bin Abdulaziz tuyên bố, cộng đồng quốc tế phải thực hiện chức trách của mình để ngăn chặn tội ác chống lại người Palestine ở Gaza. Trong bài phát biểu được Bộ trưởng Truyền thông Ả Rập Xê Út, Saman al đọc thay mặt quốc vương nhân dịp đầu tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, quốc vương cũng đã nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải giúp tạo thành hành lang nhân đạo an toàn tại giải Gaza. Sinh viên các trường y Hàn Quốc nghỉ học phản đối tăng chỉ tiêu tuyển sinh theo hãng thông tấn Hấp, nhiều học sinh tại 10 trường y ở Hàn Quốc đã không đến trường học để bày tỏ phản đối quyết định của chính phủ tăng tiêu chí tuyển sinh này và làm dấy lên một lo ngại hàng loạt sinh viên không đủ điều kiện lên lớp. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết 30 trường y còn lại cũng đã hoãn kỳ khai giảng năm học mới trong bối cảnh tiếp diễn các cuộc biểu tình, phản đối quyết định của chính phủ tăng tiêu chí tuyển sinh lên 2.000 sinh viên, bổ sung cho chỉ tiêu là 3.058 sinh viên hiện nay để giải quyết vấn đề thiếu bác sĩ. Theo một số quan chức của Bộ Giáo dục, trong số 40 trường y tại nước này, 10 trường đã khai giảng kỳ học mới nhưng mà nhiều sinh viên không đến trường, trong khi 30 trường khác đã phải điều chỉnh lịch học và chưa khai giảng kỳ học mới. Nếu tình trạng tẩy chay đến trường vẫn tiếp diễn, sinh viên có thể bị lưu ban tập thể. Ở hầu hết các trường y, sinh viên đều không đủ điều kiện lên lớp nếu vắng mặt 1 phần 3 đến 1 phần 4 tổng số buổi học. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên bấm vào nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!